Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Giờ chắc vô trong ngủ trước đi. Nãy giờ áp ca thêm để gom bột thuốc súng á mà. Ổm rài chế tạo pháo bông làm vũ khí á. Nên phải áp ca lại để có thuốc súng dùng chứ không thôi là không có thuốc súng mà dùng á. Ngủ giấc đi ha. Cho trời nó sáng rồi chúng ta sẽ bàn công việc ngày hôm nay. Ổm rài thì mình chỉ mới có kiếm nè và cúp là hai cái dụng cụ bằng netherite thôi. Mình còn rìu và sẻng nữa nên mình muốn có nó luôn trong ngày hôm nay. Thành thứ ra là phải tích cực xuống địa ngục cày netherite rồi. Mà lần trước thì dùng cúp đào thì nó hơi đuối á, hơi cực. Hôm nay thì mình muốn tăng tỷ lệ mình tìm netherite hơn nên mình sẽ dùng biện pháp thứ hai là dùng bơm ha. Ở đây thì muốn làm bơm thì mình cần phải có cát nè. Làm mấy stack vậy ta? Hôm nay làm 2 stack đi. 2 stack bơm thì mình sẽ cần có cỡ 2 stack cát á. Đây mình sẽ lấy cát theo ha. Và bơm thì nó cần phải có thuốc súng nữa. Thuốc súng thì để qua chỗ farm Reaper. Hy vọng là chuyến này chuyến này mình đi xuống địa ngục sẽ kiếm được thật là nhiều netherite á. Ví dụ có dư thì mình làm luôn đàn hiệu. Ui trời ơi, nghe thôi đã thích rồi. Coi một stack kim cương, một stack bơm là mình cần cỡ 5 stack thuốc súng. 5 stack. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi. Đủ rồi đó. Giờ đi lên trên chế tạo thôi. 2 stack bơm đó, để coi với 2 stack bơm thì mình sẽ tìm được bao nhiêu cái quặng netherite ha. Lần trước đào thì hơi lâu đó. Lần này thì coi nó có tìm mau hay không. Rồi, được 2 stack bơm. Giờ thì đi luôn thôi nè. Đi. Hồi hộp quá. Nhân phẩm của mình hãy dồn hết vào những trái bơm. Làm ơn. Vô đây. Anh bạn. Anh bạn này láo thiệt. Trời ơi. Mình đang sửa soạn lại đồ, có anh bạn mặc quần xà lỏn lại dí mình chứ. Sợ thật sự á. Ủa cái này phải chỗ lần trước mình tìm netherite lắm nhờ. Ủa lần trước mình đào cái chỗ đó ở đâu ta? Mình nhớ nó đâu quanh quẩn đâu đây này. Ui, con gách nó bắn lọt khe kìa. Ái chà chà. Con gách này láo. Nhờn với cán bộ này. Tìm nãy giờ không ra luôn. Nữa anh bạn này nữa. Sao đây có nhiều anh bạn nóng tính vậy ta? Thôi để mình tự biên tự diễn luôn ha. Tự xử đi. Đào xuống dưới tiếp. Nè. Ui sao mắc ma không vậy? Ở dưới dung nham nữa là la làng luôn á. Thôi nha. Giờ mình sẽ đi xuống cỡ tầng hiện tại tầng 28 rồi. Mình sẽ xuống cỡ tầng 11, 12 gì đó đi. Tấp một xíu. Ồ, có thạch anh nữa nè. 15 rồi, 14, 13, 12. Rồi, bữa nay mình sẽ tìm netherite ở tầng 12 á. Và trước mắt mình sẽ đào một cái đường dài, thiệt là dài đi. Để mình gãi bơm. Mình có tới 2 stack TNT lận á. Nên mình cần phải làm cái đường cho nó dài dài một xíu. Gãi bơm cho nó đã ha. Ui. No. Không được. Gì đây, mới đào được có tí tẹo thôi mà bị cản đường rồi. Sao chúng nghi chỗ đất đá ba gian này cay thế nhờ? Nó bị cứng á, nên đào nó không được nhanh giống như là netherrack. Thôi nào, hết đi mà. Đó, tới netherrack đào cho sướng coi. Đào mấy cái này buồn ngủ luôn á. Thôi, dẹp giận rồi. Gãy bơm luôn. Cứ để người ta giận thôi. Rồi, mình sẽ cách ra vài ô, mình đặt tiếp mấy cái bơm. Ui. Rồi gần nó nổ lay mới được. Đó. Mình nghi quá. Mình nghi 2 stack bơm này nó không tìm được bao nhiêu netherite đâu. Mình thấy cái chỗ này là thấy không có kim, không có điềm mà không có nhân phẩm mà. Rồi đó mình đặt bơm. Rồi chơi test trước nửa stack đi nhờ. 32 trái ra. Vô. Kích hoạt nào.
Rồi cháy 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 cháy. Bơm nổ bơm nổ. Kìa nổ kìa. Úi giời úi giời ơi. Coi coi ổn áp không không á. Ui tính ra dùng cách này cũng được phải thế. Này. Rồi giờ mình chỉ cần chạy lần đẳng và kiểm tra thôi. Cũng khá là nhàn ha. Đổ. Cũng được, cũng được. Đi rồi các bạn à. Ngay trên đầu mình luôn. Hai quặng netherite đầu tiên. Sướng sướng nha, sướng nha. Tiếp tục nào. Hai cái rồi đúng không? Ở nhà mình còn hai vụn nữa hay sao á. Vậy làm được một món đồ rồi đó. Có lý, có lý. Nửa stack bom đổi được một. Ủa, đổi được hai quặng. Wow, hơi căng đó nhờ. Giờ mình rẽ sang bên trái đi. Tại hướng này nó có nhiều mấy cái cục đá ba gian quá, cứng lắm. Mình không thích cái đá đó cho lắm. Nên đổi hướng đi ha. Tiếp 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 tiếp. Màn 2, màn 2. Màn 2 các bạn ơi. Cái số ve nè. Không biết mình để sai vậy nó có nổ lan qua được không á. Hy vọng là nổ mình sẽ cách cỡ 3 ô thôi. Để tối đa cái lượng TNT. Tại mình không có nhiều á. Nên xài nó cũng tiết kiệm cắn răng cắn cổ một xíu. Mót mót đi. Hy vọng là đủ. Rồi có vẻ cái đường này dài quá rồi. Đào hơi lố rồi. Trời ơi nó còn dương khúc luôn. Thôi kệ. Có nhiều xài nhiều. Rồi nổ đi nổ đi. Ôi xài cách này cũng vui ha. Rồi nổ tới đâu mình sẽ đi kiểm tới đó luôn đi. Ủa sao cái này sao trong lỏng vậy, không có cái gì trơn hả? Có gì nhung nham không vậy? Ok. Mèn đấy ơi. Nhung nham không mà. Sao thấy đường? U là trời. Ý. Ý. Cái gì ta? Nữa nè. Hai cái. Cái nữa đi. Ôi, thôi thôi thôi. Ui không cho thì thôi, có cần phải đổ nhung nham lên đầu người ta vậy không? Trời ơi mấy cái. Cái chỗ này nguy hiểm quá à. Mình xin có thêm một netherite thôi à. Mà định đổ nhung nham thiêu quỷ mình luôn rồi. À à à no no no, chỗ này chưa nổ tới nè. Để coi coi. Ô dạ. Nổ tiếp đi, nổ tiếp đi. Hết rồi. Ồ. Như vậy với 32 cục kim, ủa gì cục TNT tiếp theo thì mình tìm được thêm hai cái mảnh vỡ cổ đại nữa. Nâng số mảnh vỡ mình có lên là 4 rồi. Một stack tìm được 4 mảnh vỡ. U là trời. Cũng căng phết đấy, không giỡn đâu. Đã chơi là phải chơi cho tới. Còn khúc này nó chưa được nổ nào, mình cho nó nổ luôn. Tới đâu thì tới. Ôi, gần gần tới cái chỗ đào mình rồi. Rồi khúc này mình chơi ít ít thôi ha, chơi sương sương. Cái này gọi là chơi sương sương nè. Nổ chục tầm mười mấy trái thôi. Coi coi khúc gần gần chỗ mình nó có bỏ sót quặng nào không. Biết đâu được đúng không. Ủa kìa nó nổ không tới kìa. Gì vậy kì á. Đó đó đó, nổ đi nổ đi. Hết rồi. Bèo quá à. Đủ xa đó, nãy giờ mình đào không biết bao nhiêu ô rồi. Thấy xa quá trời quá đất rồi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục màn. Cái này màn thứ mấy ta? Màn 4 rồi. Cái này màn 4 rồi. Để coi màn 4 này có được bao nhiêu mảnh vỡ cổ đại nha. Căng quá, căng quá, căng quá, hồi hộp quá. Và có vẻ là thỉnh thoảng mình đặt xa quá là nó nổ không có tới được á. Ồ, mình phải đi kích hoạt, kích nổ lại thì hơi mất thời gian á. Nhưng mà dùng cách này thì có vẻ khá là vui á. Mình đỡ phải đụng tay đụng chân hơn á. Mà tìm được ở cái khu vực nó rộng hơn nữa. Nhiều khi mình ở đây đúng không, mà nó cách tầm một ô thôi là nó nằm ở trong này nè. Mình đào cách thông thường đâu biết đâu. Dùng bơm thì phát một là thấy luôn ha. Nên thấy cách này cũng khá là hay đó. Ui tới đây luôn hả. Ok luôn. Chơi luôn, đã chơi là phải chơi cho tới. Rồi nổ đi nổ đi. Nổ. Nổ 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 kìa nổ kìa. Đi đi đi. Đi thăm nào các bạn ơi. Cùng mình đi thăm. Không có nè. Ủa sao nhung nham không vậy?
Netherite đi mà. Một stack của tôi đó. Stack cuối cùng đây. Rồi đừng nói không có nha, mình nghi. Ê, thấy rồi, thấy rồi. Một cục đầu tiên. Ủa sao có một cục vậy, hồi nãy giờ hai mà. Ê, sao cắt giảm của người ta bớt rồi. Nãy giờ các bạn thấy không, rõ ràng đang hai ngon lành, tự nhiên giờ cho một à. Buồn thiệt chứ. Rồi, còn thở là còn gỡ. Còn thở là còn tìm. Úi, what, đốt cái bơm không cháy kìa. Điêu thật. Rồi nổ đi, nổ đi. Nổ tiếp, nổ tiếp. Khúc sau có vẻ là không có. Nổ căng quá, nổ căng quá. Nổ căng không có netherite gì trơn. Thường thường thì các bạn tìm netherite thì các bạn dùng cách nào? Dùng cách thủ công là dùng tay đào, dùng giường hay là dùng bơm giống như mình? Mình thấy dùng bơm này cũng được ấy, nhưng mà phải đại gia bơm cơ. Mình thì không phải thuộc dạng đại gia bơm rồi. Dùng hai stack mà mình tìm được có 5 cục mảnh dở à. Khá là ít luôn á. Thôi chắc giờ mình dùng cách thủ công đi. Cách này thì nó kiểu hên xui may rủi nhiều lắm. Với cả cách đào gì á nó tốn thời gian cực. Thôi kệ gán đi ha. Tại vì 5 cái thì vẫn chưa đủ để làm hai cái dụng cụ netherite. Ê, ui, đào đào hồi tới cái đường đào cũ của mình. Giờ gặp luôn nè mảnh vỡ của đại nè. Vỡ một nữa hả? Trời ơi, su cà na vậy men. Ê không không, hai lần ba luôn. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Tính ra đào đào hồi lại cái chỗ đào cũ của mình luôn nè. Trùng hợp ghê á. Thôi, xin lỗi. Ui da. Trời ơi, đi nhanh xíu nữa là thành lọc nướng luôn rồi. Dung nham mà nó chảy thẳng mặt luôn á. Nữa. Bị trùng đường đạp. What the hell. Nữa nè. Cái gì á? Ngày trở lại hay sao á? Hồi nãy giờ mình đi lại mấy cái đường đào cũ của mình á. Hai lần mình đều gặp netherite rồi. Có thiệt đó chứ. Hình như nó ngay cái hồ nhung nham hay sao rồi. Nè nè, chỗ này không có bị nhung nham chảy xuống nè. Đi rồi, hai nữa đúng không? Một. Netherite thì không có bị cháy bởi nhung nham đâu, nên không sợ ha. Chỉ sợ là mình cháy thôi chứ. Mình nghi là còn nữa. Quá trời đất, nhung nham mà. Pha quay xe được đó nha. Không được. Các bạn thấy mình nhanh nhau. Vừa thấy nhung nham rất là chuồn liền. Sao mà giết mình ở chỗ đó được. Ui căn nhà nó có một netherite thôi à, mà ở trên đó toàn là nhung nham thôi. Ghê thiệt sự. Trời đất ơi. Ê rồi, phải như thế chứ. Cái này là cái thứ 12 đúng không? Ủa, 13 luôn. Được của nó. 14 lận. Chính xác là 14. Mình đang trên đường quay xe về. Nhưng mà cứ gặp hoài như vậy thì chắc không đi về luôn á. Đi ngủ mấy bé ơi, đi ngủ mấy bé ơi, mưa hoài. Mệt thiệt luôn á. Nếu mà các bạn để ý thì 3 bữa nay, 4 bữa luôn rồi, là ngày nào cũng mưa đó. Vô bão hay sao rồi. Cái map của mình nó tới mùa bão rồi. Mưa miếng à. Cái gì phải tranh thủ đi ngủ. Rồi giờ thì mình sẽ nung 14 cái mảnh vỡ của đại này ha. Để chúng ta làm những cái. Ô trong đây còn một cái nữa. Là 15 luôn. 15 mà cái này còn 3 vụn nữa. Vậy là 18. Wow. Đã thế nhờ. Đã thiệt sự. Chuẩn bị vàng thôi nào. Đây, một cái nữa là chúng ta đã đủ 2 foil rồi. Làm liền 2 foil cho nóng. Đây, 2 foil netherite. Và mình sẽ nâng cấp cái cây sẻn và cây rìu mình lên ha.
Ờ đúng không ta, sẽ dưới rìu. Ờ đúng rồi, sẽ dưới rìu. Cái bàn ràng, bàn ràng. Đây. Rìu. Netherite. Ui giời ơi, 10 đam luôn, lên 10 đam luôn á. Quá dữ. Hình như cái rìu bây giờ còn có ép được sắc bén hay sao ấy. Ờ một xíu mình thử, một xíu mình thử. Giờ tới cái sẻng. Đó, sẻng cũng lên Netherite luôn ha. Quá đã luôn. Giờ thì mình còn dư tới 8 vụn, 10 vụn lận. Wow, nhiều thiệt. Mà 10 vụn nó cũng không nhầm nhòi đâu, cứ để đó đi. Để người ta biết mình cũng dân chơi. Dân chơi là Netherite để trong lò luôn. Vậy mới là dân chơi các bạn à. Ơ và sẵn tiện này, có cái rìu mới chắc mình sẽ thử mình nâng cấp nó lên. Bằng cách kiếm một cái dòng sắc bén nào đó mình ghép vô ha. Cái này chắc mình phải qua cái chỗ Farm Enderman của mình để mình cường hóa thôi. Hên xui thì mình có được những cái quyển sắc bén á. Mình sẽ nâng cấp từ từ để coi coi có ép vô được cây rìu dưa hấu của mình hay không ha. Là ép thôi. Mệt mỏi thiệt luôn á. Tôi la làng la sớm lên. Rồi bây giờ thì mình sẽ cường hóa tiếp ha. Ê có sắc bén, sắc bén 3. Ồ oh, thử coi. Được luôn. Lên sắc bén 3 được luôn nè. Đã gì ta, bằng à hơn cây kiếm mình 1 đam. Được thế. Ghép vô trước đây. Ép tiếp. Kiếm thêm sắc bén 3 nữa ha, để lên sắc bén 4. Ra 2 lần sắc bén 2 liên tục luôn nè. Ý trời rồi. Đây. Lên sắc bén 4 nè. Rồi sắc bén 4 thì đâu gọi gà gì dấu nữa, thành rìu bờ rô mát rồi. Giờ lên được nửa đam nữa ha. Rìu rô mát. Nó nay lên Netherite phải thành rìu rô mát chứ. Ô nhưng mà hết cấp mất rồi, để mình đi farm tiếp. Ồ, sắc bén 3 quyển thứ 2 rồi. Như vậy thì mình đã đủ để nâng lên một cây rìu sắc bén 5 rồi ha. Wow, tới 13 sát thương lận. VIP thật. Được luôn. Và bây giờ mình còn cái dòng xuyên vào da thịt, hình như nó có thể ép vào cây đinh 3 luôn. Rồi, một cây đinh 3 xuyên vào da thịt nha. Đó. Không biết ép vào xuyên vào da thịt thì cây đinh 3 nó có mạnh hơn không ta? Mình nghĩ chắc là sẽ mạnh hơn một tí đó. Còn cây kiếm thì ui cây kiếm muốn ép dòng quét cảnh nó. Ù là trời. Cây kiếm của thầy Lộc này hơi mắc nha. Đây rồi, cây kiếm mình cũng muốn maximum luôn rồi đó. Nói chung thì trong ngày hôm nay nâng cấp được cây rìu, cây đinh 3 với cây kiếm là rất là vui rồi ha. Giờ thì chắc đi về đi quẩy thôi, chứ có đồ mới không quẩy thì hơi phí. Ừ mà trước khi đi quẩy thì mình phải có cái gì đó giúp mình nó quẩy sung sung chứ đúng không? Thì hôm nay mình cũng mạn phép đi lên lầu nha. Tại vì cái này biết sao mình ghi không phận sự cấm lên lầu không? Trên lầu nó có bí mật đó, mà bí mật là gì thì bây giờ mình sẽ bật mí ha. À, sương sương các bạn nhìn thì chắc cũng biết chứ gì. Quán bar mini của mình á. Dù đây là không không bay không ăn tiền. Rồi giờ thì mình sẽ hình như trong Minecraft nó cũng có cái thành tựu. À đây 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 đây. Một ly cocktail nguy hiểm. Có tất cả các hiệu ứng được cung cấp từ thuốc tại cùng một thời điểm. Đúng bài luôn rồi đó. Cái gì chứ, chế tạo thuốc các thứ là nghề 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 mình nghề mình. A few moments later. 9 loại nè. 10 loại luôn. Đó sức mạnh. Mình còn 2 vàng nữa mà không biết làm thuốc gì vậy ta. Mình còn làm được thuốc gì nữa không nhờ. Ồ có một cái loại thuốc này mà mình phải phải đi kiếm rùa mới làm được. Ôi chết bỏ đồ nghề vô trong. Bỏ đồ nghề vô trong mới được. Nhà mình có chết tường á nha, bức tường tàn hình á. Cái này đi vô khơi là đụng bể đầu á. Cái này có cửa nha, đi ra vô cửa phải đàng hoàng mới được. Chứ đi khơi khơi là đụng bể đầu á. Nhà tàn hình. Tác hại của việc chơi đồ đó. Rồi, à muốn test rìu không? Trời. Cái rìu của mình đúng khỏe luôn, một chặt một con nhện thăng thiên rồi. Wow, mạnh thiệt. Rìu xỉn các bạn ơi. Dân chơi là PVP bằng rìu luôn. Như bro player luôn. Dữ. Rồi bây giờ thì mình sẽ chịu khó mình
đi tới thủy cung á, tại vì thủy cung mình có rùa sẵn rồi. Ừ, sẵn tiện lấy ít cát nha, để mình nhân giống rùa lên mới được. Mà quên mất thủy cung mình làm gì có đủ rùa để làm cái nón rùa mà nhân giống. Bây giờ mình cần phải đi lại mấy cái đảo mà nó có nhiều rùa ở nè, thì may ra mới đủ ha. Tại vì mình cần nhiều mấy cái vảy lắm, vảy rùa này. Mình có 11 nè, không biết đủ không ta. À đây, hai em này trên bờ cho ăn trước đi. Ô, ba em luôn. Wow. Ơ kìa đây. Ô trời đất ơi. Nổ một phát rùa văng xuống biển luôn. Ô là trời. Ủa ăn chưa vậy? Ăn chưa? Rồi xong tỏ tí te rồi đó hả? Rồi kiếm chỗ đẻ đi. Bây giờ mình sẽ dắt em này vô trong đó. Thường thường thì rùa một em rùa lớn lên đó là sẽ được một cái vảy rùa á. Thì mình cần cỡ mấy cái trứng ta? Một trứng thì nở ra được một em á ta. Vậy là mình cần nhiều trứng lắm á. Ăn được chưa vậy? Ăn tiếp đi, ăn tiếp đi. Rồi ăn tiếp đi. Ăn tiếp còn đẻ nữa. Trời ơi, Ripper nó quậy thiệt luôn á. Chỗ người ta chuẩn bị đẻ mà làm người ta quýu hết trơn rồi nè. Rồi mình sẽ lắp lại bình thường á, cho rùa tập trung đẻ. Đẻ nhiều nhiều trứng nha. Trời ơi, bư kìa, bư quá trời bư luôn rồi. Nhiều nhiều trứng giùm tôi nha. Chục trứng cũng được nữa. Úi, xong rồi nè. 3 trứng. Wow, bé này đẻ được 3 trứng á. Bé bên kia đẻ chưa? Ở đây, bơ rồi, chuẩn bị đẻ nữa nè. Đi kiếm ăn thoải mái đi nha. Tôi ở đây tôi canh trứng giùm cho. Rồi mấy trứng? 3 trứng, gì là mình cần thêm 2 trứng nữa mới được. Đúng không? Trời ơi, đã lỡ đẻ, ta gán đẻ 4 trứng, 5 trứng đi. Đẻ con trứng à. Đẻ trứng cho đẻ nữa. Úi, còn bư đẻ nữa hả? Wow. Mắng đẻ vậy. Đẻ một lần chưa đã, đẻ thêm lần nữa nè. Wow, được đấy, em này tích cực đẻ đấy. Mấy trứng? Né né ra coi con nào. Trời ơi, lại trứng nữa hay sao á. Chứ gì nữa. Đẻ mà đẻ cũng tiết kiệm nữa. Rồi bây giờ mình ngoài việc canh chừng mấy em rùa ra thì cần phải canh chừng mấy quả trứng nữa ha. Quả trứng nó rất là dễ hư luôn. Dơm bay nó gặp là nó khoái lắm. Nó sẽ lại nó dậm cho hư trứng á. Nên mình phải đứng đây và canh chừng mới được. Con này láo. Rồi và cách tốt nhất để bảo quản trứng là ui nữa, đẻ nữa hả? Ui. Gì như cái máy đẻ vậy? Đẻ không ngừng nghỉ luôn á. Ui, mình bắt đầu hoang mang nhẹ rồi đó nha. Đẻ ít thì còn đỡ sợ chứ đẻ nhiều quá nhìn cũng sợ lắm á. Rồi. Wow, lần này nghe lời mình rồi nè, đẻ 4 trứng luôn nè. Đó, đẻ gì phải dễ thương không? Rồi. Ừ, và cái này cũng cần phải có ánh sáng nữa nha. Được, mình là chịu chơi lắm. Đợi một xíu Hoàng Bảnh lấy mấy cái đèn biển gắn vô luôn, gần thủy cung mà. Ừ, sẵn tiện ghé vô đây xong mình thăm tình hình mấy bác dân làng luôn coi. Cái gài có gia tăng dân số gì không? Ừ, mà chắc bên đây dễ gì gia tăng, có cái giường à, mấy bác này không chịu gia tăng đâu. Phải đủ giường mấy bác này mới chịu gia tăng dân số. Quan trọng thì nó đang pha mấy con cá nên lắc lắm, mà ít khi vô trọng lắm. Khi nào cần áp ca mới vô trọng thôi. Rồi, giờ thì bay vô đây để gắn mấy cái đèn biển nào. Mình lấy ít à, đủ để thắp sáng ha. Có ánh sáng rồi mấy trứng mới màu nở được. Rồi, đây một cái. Đây một cái. Trong này một cái. Còn chỗ nào nữa không ta? À, bên này một cái nữa đi, cho chắc. Ăn đi mấy cưng rồi mau lớn giùm anh cái. Cho anh xin mấy cái vảy rùa nha. Mỗi em mình sẽ cho ăn miếng á. Ăn lẹ đi, mau lớn đi, cho anh nhờ. Rồi, mình vừa canh cho lớn rồi vừa mớm cho ăn luôn rồi đó. Giờ chỉ cần lớn thôi đó. Gán đợi đi. Chịu khó chứ biết sao giờ. Nói chung nuôi rùa nó hơi mất thời gian tí. Số tiền đầu tư cho dự án này 9 tỷ USD.
Thời tới lượm. Mình thấy một em lớn rồi, cái em tinh nghịch nhất á là cái em lớn nhanh nhất. Quá đã đi. Giờ còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nhóc nữa. Vậy là mình còn thêm 8 cái vảy nữa. Wow. Với một cái này nữa là 9. Quá là nhiều luôn á. Bé thứ hai. Nhanh lớn đi chứ đợi mấy bé hơi lâu nữa nha. Đừng để anh nóng. Anh nóng là bây xíu nữa có thịt thịt gù 7 món đó. Thí sinh tiếp theo. Đây rồi, tích cực lên nào. Mình cần cỡ hai cái nữa thì mới làm được cái nón á. Nhưng mà mình thì lại muốn có hai cái nón cơ. Nhưng mà mình đang bị thiếu một bé rùa con. Cay thế. Nãy với em rùa kia gán đẻ thì một trứng nữa thôi, một trứng nữa là được rồi. Là vừa đủ 10 trứng luôn á. Cay thì chứ. Đây có thêm một cái nữa nè, bốn rồi nè. Có vẻ giờ lớn nhanh rồi ha. Tại nãy mình cho ăn cùng lúc đó nên lớn chắc lớn cùng lúc á. Ê, 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 ê. Trời ơi mới chút xíu mà bà đặt vượt ngục rồi. Ôi da, ôi, ôi. Trời ơi lớn ngay cục cát nữa chứ. Thứ dữ nữa. Rồi mình đã có đủ 5 cái vảy rùa rồi đó. Giờ thì còn một vài em vẫn còn bé xíu 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 à. Muốn vượt ngục hay vậy cho đi luôn. Đi luôn đi. Ok. Bà nhẹ vô cái biệt thự. Ồ chưa chưa chưa. Trước khi ghé biệt thự thì làm cái nón rùa trước cái đã. Trời cái nón đúng cute phong mai que luôn á. Đây tự nhiên xách đồ đang đen thui tôi lượt đội cái nón vô. Các bạn thấy thế nào? Nhìn hơi là bị ngầu á. Ôi không, dễ thương mới đúng. Ngầu là nón này, còn dễ thương là cái nón này. Đó. Nhưng mà cái nón này tiếc quá, mình chỉ đợi được có mấy giây này thôi à. Tại vì mình chuẩn bị nấu thuốc tiếp à. Giờ mình phải bắt buộc cho cái nón này vô thôi. Dù nó đẹp thiệt, nhưng mà dân chơi là không sợ mất nón. Dục vô. Ủa à quên, mình chưa có cho bú địa ngục vô. Quên mất. Cho một cái bú vô trước đã. Cho một cái bú vô đây xong rồi mình sẽ cho cái nón vô ha. Là mình sẽ có được một loại thuốc mà cái tên của nó cũng hơi bị căng luôn đó nha. Rồi sau khi xong thì dục cái nón vô. Ôi lộn 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 lộn. Nón này thì sao mà nấu được. Đó là chứ. Nấu thuốc quá 180 phút rồi. Nó vậy đó. Có đủ đủ thuốc chưa nhỉ? Ô bên đây cũng chưa có thuốc nữa nè. Ủa gì bên đây còn thiếu thuốc gì ta? Ủa bây giờ mình còn thiếu thuốc gì không nhờ? Mắc nhện. À mình còn thiếu thuốc độc hay sao á? Đúng 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 đúng. Ờ vậy là mình còn thiếu thuốc độc. Và cái lọ thuốc mà mình nói nó sẽ mang tên là thuốc của cụ rùa. Ủa thuốc của rùa cụ chứ. Uống dùng một phát là đi không nổi luôn á. Tại vì nó sẽ bị dính hiệu ứng chậm rãi cấp độ 4 lần. Rất là dữ ha. Rồi và thuốc độc thì ủa đấy có thuốc độc liền. Rồi và bây giờ chắc mình sẽ gom mấy cái thuốc mình chế được, mình cho tạm vô một cái thùng này riêng đi ha. Bên cạnh đó còn một loại thuốc mà rất ít khi mình dùng luôn á, hầu như là không bao giờ chế tạo luôn, là loại thuốc tàng hình á. Và cái thuốc này thì nó được nâng cấp từ thuốc nhìn trong bóng tối. Mình cho thêm cái mắt nhện được lên men á. Chắc đây là cái thuốc cuối cùng mà mình cần chế tạo rồi. Giờ thì trong lúc chờ đợi mình sẽ chuẩn bị lần lượt là thuốc nhìn trong bóng tối, thuốc yếu nè, thuốc tốc độ, thuốc hồi phục, rồi thuốc kháng lửa, thuốc cụ rùa, thuốc độc. Thuốc sức mạnh, cái này chỉ trong game thôi nha. Trời đất ơi. Thuốc gơ chậm, thuốc dưới nước, thở dưới nước nè, thuốc nhảy cao và cuối cùng là thuốc tàng hình. Hiện tại thì mình có cỡ 7, 8, 9, 10, 12 loại thuốc khác nhau. Cái này uống chắc mệt đó nha. Nhưng mà thử nào. Tại vì cái thành tựu này nó bảo là mình cần phải có tất cả các hiệu ứng được cung cấp từ thuốc cùng một thời điểm á. Mà nãy giờ mình chỉ biết chế tạo nhiêu đây loại thuốc thôi. Nên cùng uống thử coi coi nó có được cái thành tựu đó hay không nha. Quá coi. Quá dữ quá dữ. Trời đất ơi. Coi cái thanh hiệu ứng của mình kìa. Ồ nó nhiều chưa. Wow. Còn nữa, còn uống tiếp được. Thuốc độc. Ui, thuốc này uống không mệt nè. À. Ao, ao, ao. Sức mạnh. Gơi chậm. Thở dưới nước. Và thuốc nhảy cao. Thành công rồi.
Đã là dân chơi thì phải nốc hết một lượt nó mới giữ á. Wow, coi kìa, coi cái thanh hiệu ứng mình nè. Quá trời quá đất hiệu ứng trong cùng một lúc luôn. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì mình đã làm được một cái thành tựu, tuy nó hơi nghiện ngập một xíu á. Chơi đồ quá trời luôn à. Nhưng mà đồng thời thì đây cũng là bước đệm để trong tương lai mình làm một cái thành tựu, nó cũng liên quan đến hiệu ứng nữa, nhưng mà nó ở một cái cấp bậc cao hơn á. Và các bạn nhớ đón xem mình có làm được cái thành tựu khó khăn đó hay không. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp của mình cũng như Giao Thi. Bye bye.